Rồi, bên Sứ Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Hôm nay là mình mua mấy cây kim tự tháp mà về là cũng được tháng rồi nè các bạn. Thì cái cây này hôm nào mình mua về mà nó bị gãy nè các bạn. Rồi mình nói với lại shop, shop nó cũng thấy vậy, cũng đền cho mình một cây khác. Xong mình nói mình trả cây này về cho shop, nhưng mà shop nó thôi bỏ đi. Để nó gãy một chi như vậy thành thử ra cũng không có bán được nữa các bạn, thành thử ra số cũng không có lấy. Mình thấy tiếc quá mình mới làm ghép cho nó. Thì hôm nay nó được một tháng rồi, mình thử tháo ra cho các bạn cùng xem như là sao nhé. Thì ở đây cây nào nó cũng có số hết rồi. Cái cây bữa hôm mà sốt đây, cây này không có số nè, cây này bữa hôm sốt cũng đền cho mình. Rồi cái cây nó bị gãy đó. Đó thì mình nói trả về cho shop, cây này shop không chịu thôi. Mình cũng lấy làm được, hôm nay mình coi nó xem sao nhé. Làm đít cho các bạn cùng xem. Thì hôm nay mình sẽ gỡ cái bọc này ra, mình coi con nó ăn tới đâu rồi nha các bạn nhé. Thì cái cây này hôm đó mình có cắt bớt nó đi, mình ghép lại nha các bạn. Mình thấy nó cũng găng lắm, tại vì mình nó không còn y như nguyên của nó. Nếu mà nó vừa mới tét ra thì mình dán nó vô liền đó, mình ghép nó thì không sao, tại vì cái vết ghép nó bị, cái vết nó bị gãy, nó bị tét ra nó khô rồi đó, cho nên là phải phải cắt bớt đi hai bên đi các bạn. Này một tháng là nếu mà nó dính là nó ăn chắc luôn rồi nha các bạn nhé. 10 ngày thì không còn sợ, chứ mà một tháng rồi là không sao đó. Thì cái hôm nó về là mình cũng cây nào mình cũng xả tàn hết luôn các bạn, mình cắt chùi hết lá đi luôn nữa. Ngày bữa hôm mình dằn kỹ lắm, mình sợ nó không ăn đó, cho nên mình quấn rất nhiều, cho nên nó vậy nó mới chắc được các bạn, vậy nó mới ăn được. Tại vì cái vết ghép của nó hở lắm, mình lạng nó đi hai bên, mỗi bên một lớp rồi, mình thử ra nó không có fit được đâu, nên mình quấn rất nhiều bọc. Thì vừa rồi á, nói chung ra mình cũng nhìn ở trên shop họ bán á, thì mình thấy có cái lô này đẹp cực kỳ. Nói chung ra là cái lô này, cái tàn của nó, cái nào đó u nu rồi các bạn, mà nó cái tháp của nó cũng đẹp nữa, cái tháp ở giữa nó cũng đẹp nữa. Bữa hôm quấn kỹ quá, bây giờ tháo ra cũng khó. Mình cho các bạn xem cái vết ghép nữa nha. Nói chung cái cây này nó cũng bị yếu rồi các bạn. Đó cho nên là nó không có khỏe bằng mấy cái cây, nó không có phát triển mạnh bằng mấy cái cây này. Mình cái vết ghép của nó ăn được có tí rồi các bạn, nó còn hở ở trong này nè. Thì bây giờ mình cũng phải nhẹ nhàng với nó, bây giờ là đụng vô mạnh là có thể là nó lại bung ra nha các bạn nhé. Đó, cái này nó vẫn còn hở bên dưới nè. Nó chỉ có ăn tí khoảng chừng coi chừng hai, nó ăn chừng nửa phần rồi các bạn nè, còn một nửa ở dưới nó vẫn còn hở nè. Bây giờ cái này không biết này phải ký với nó, không ký với nó đụng vô là có thể là nó cây này chắc thua quá các bạn nè.
nó bầm nó bị tổn thương ở đây nè, không biết nó bị làm sao mà không biết nó có qua khỏi không. Đó, mình thấy nó có cái vết thương ngay đây, thôi kệ nó qua qua mà không qua thôi, cái này là mình cũng cầu may thôi các bạn ạ. Mà cái cây này mình thấy cái tháp của nó rất đẹp nè các bạn, nó lên nè đó. Vừa rồi về nó cũng bầm dập dữ lắm, mà hôm nay là các bạn thấy là cây nào cái đó nó phát triển khỏe không. Thì bây giờ mấy cây này á, là đúng ra là mình vừa rồi mình cũng không có mua kim tự tháp nữa đâu, nhưng mà mình thấy có cái lô này rất rất đẹp, tại vì mấy lần trước mình mua mình cũng có kinh nghiệm rồi, cho nên mình lựa á, thì mình lựa là cái các bạn thấy là cái cây nè đó, mấy cái tược của nó là mấy cái tay của nó nè ú nu rồi nha các bạn nhé, mà còn cái tháp ở dưới của nó nè đó, cái tháp dưới của nó là nó mập lên tới trên luôn nha, chứ không phải là nó từ đây mà nó bắt đầu là nó nếu mà các bạn có mua kim tháp các bạn lựa vậy mấy cây này mới là đẹp, mới đạt tiêu chuẩn nè các bạn, tược rất đều đó, tược bốn góc rất đều luôn. Cái tháp ở giữa cũng to lên nè, mà cái cây của nó các bạn lựa nó màu xanh như vậy nha các bạn nhé, nó xanh mà nó răng răng nó nức nức vậy nè, mà cây nó đang phát triển rất khỏe, cái này nó muốn chặt chầu rồi nè. Thì cái cây này á là hôm nay là mình mua về được tháng rồi, thì đây là tất cả là 9 cây, thì mình sẽ làm rễ cho nó 7 cây ngày hôm nay, bắt đầu là mình làm mai bắt đầu mình làm rễ cho nó 7 cây, còn 2 cây để một tháng sau mình mới làm nhé, hai cây yếu đó. Đó cái cây này nè với lại cái cây này, hai cây này còn nhỏ quá cho nên là mình để tháng sau mình mới làm. Thì trước mắt là mai là mình sẽ làm 7 cây này trước nè các bạn. Đó, trong cái 4 cây với 3 cây ngoài này là 7 cây, mai là mình sẽ làm rễ cho nó. Thì mình mua về được 1 tháng rồi. Thì mình làm rễ cho nó rồi sau này mình sẽ lại quay lên cho các bạn cùng xem mình tham khảo nhé. Thì cái cách của mình làm rễ. Không các bạn với lại các bạn nhớ nhé. Các bạn lựa cái cây mà nó tròn đều dưới này nè các bạn. Đó, nó tròn đều á là lúc các bạn làm rễ thì chỗ cái vết rễ nó ra rất là tròn đẹp, còn mà nó hay bị méo 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 là như là bộ rễ nó không có đẹp luôn nha các bạn. Thì đó mới lựa những cái cây kim tự tháp mà đẹp tàn nhánh với lại đế này kia đẹp, cây này là cũng không có vừa ý nè, cây này là rễ nó mọc ngay đây là nó hơi méo méo cũng không có vừa ý nè, nhưng mà tàn cũng rất đẹp nè các bạn, tược đâm ra cũng rất đẹp. Nói chung ra nguyên cái lô này á, là mình lựa cái cây nào cũng đẹp hết nha các bạn nhé. Đó, nếu mà các bạn có mua cây á, thì các bạn lựa những cái cây mà tược nó to vậy nè, rồi chi nhánh của nó là ngon lành nha các bạn nhé. Đó, đều. Hôm nay là cái 1 tháng qua thì cây mình thấy nó cũng có phát triển đó. Còn hôm về mình cũng xả tàn xả lá hết rồi, mà hôm nay thì nó lên lá như vậy, rồi ngày mai cũng lại làm rễ cho nó lại phải cắt lá đi, bớt đi lại cắt chùy lá nó đi. Rồi là hôm nay là mình cũng truy cập lại cái cây mà mình ghép cho nó bị gãy rồi các bạn nhé. Ghép thì hôm nay là nó cũng ăn, nó ăn được có nửa trên nè, còn nửa dưới nó vẫn hở nè. Thì trông mong sao để cho một thời gian nó ăn nó lăn liền luôn. Nhưng mà cái này các bạn để sao phải để mình phải để cho nó khéo nha các bạn, để đâu để im chỗ, nhưng mà đụng chạm đến nó mạnh quá là nó lại bung ra, còn không có thể, còn có thể là một tí nữa mình sẽ lấy dây mình dặn nó lại tiếp, tháng sau bắt đầu là mình mới mở ra để mình làm rễ cho nó luôn. Là cây này để tháng sau mình làm rễ nè các bạn. Cây này với cây này, hai cây này nó bé nó không phát triển được, thì để tháng sau. Rồi đợt tới này mình sẽ làm 7 cây này, mình sẽ để dành clip và mình đăng lên cho các bạn cùng xem nhé. Đó, mình sẽ bắt tiếp tục mình làm rễ 7 cây, rồi lúc mình trồng lại, rồi đến lúc mà nó phát triển làm sao mình sẽ quay lại tất cả toàn bộ cho các bạn cùng xem. Còn là mình còn một mớ xứ kim tự tháp kia nữa kìa các bạn. Đó, vừa rồi mình có mua được 30 hạt đó các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình trồng cũng được là 3 tháng mấy rồi nè các bạn. Đó, mình trồng được 30 hạt đây. Thế nằm phía ngoài thôi, còn bên trong là xứ hạt lai tạo nha các bạn. Vừa rồi mình cũng cây của mình nó cũng cho ra một cặp hạt á, cặp trái á.
thì mình cũng trồng được một số trong đó. Ít bữa nữa là nó to lên, nó lớn lên chút xíu nữa là mình lôi ra mình làm rễ hết cho nó luôn. Mình thấy vừa rồi mình làm rễ bàn cho nó, cây lúc mà nó có bông rất đẹp các bạn. Nó lần thử ra rồi tới thì mình sẽ làm rễ bàn tiếp cho nó. Này các bạn thấy cái cây này nè. Đó, cây này xứ lai tạo này các bạn. Nay nó ra bông. Đó, hôm nay nó ra bông rồi. Mà coi bộ rễ của nó nè các bạn. Nó thành thử ra ít bữa nữa là mình sẽ làm cái cây này, nó trong 10 cái cây mà mình làm rễ bàn cho mấy cây xứ nó bị yếu, nó bị suy các bạn. Nó bị suy mà mình làm rễ cho nó mà nó lại phát triển khỏe hơn là mấy cái cây mà này nè các bạn. Mình thấy nó lên nó cứng chậu luôn. Đó. Mình thử ra được tới này những cái cây xứ con, xứ hạt đó là mình sẽ làm. Đây cái này cũng là xứ hạt này các bạn. Bùng rất to luôn. Thì cái xứ hạt của nó lên tùm lum các bạn ạ. Cái thì một lớp, cái hai lớp, cái ba lớp, có cây bốn lớp, nó tùy theo. Rồi đợt tới mình sẽ còn nhiều chuyện để làm, rồi có nói cái gì hay hay mình sẽ đăng lên cho các bạn cùng xem. Rồi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Nếu các bạn thấy video của mình bổ ích thì các bạn nhớ like, đăng ký và chia sẻ để ủng hộ kênh cho mình nhé các bạn. Rồi để có gì các bạn bấm một cái chuông á, để có gì mình có đăng lên những cái clip nào hay hay mình đăng lên thì nó sẽ thông báo đến các bạn nhé. Rồi bây giờ mình xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và thành công nhé.